Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay mình đi vào bếp để mà mình nấu đồ ăn để ăn cơm nha các bạn. Bữa nay mình sẽ nấu món đọt bầu các bạn. Mình nấu canh với lại thịt bằm, rồi cua với lại cá gù phi thì mình sẽ kho quẹt ăn cơm nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. À, các bạn ơi, mình có đựng con cá rô phi với lại bốn con cua với thêm con có con cá sẵn nằm dưới này các bạn. Đó. Cá này là mình vỏ lợp á các bạn, với cua mình vỏ lợp có đó. Còn cái này là thịt bằm. Đây, đọt bầu. Đó, các bạn nhìn ngon ha. Đọt bầu sau vườn nhà mình đó các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Bây giờ mình bắt bếp lên để mà mình khử dầu nha các bạn. Rồi mình quên, mình để mỡ vô. Mình để mỡ vô. Mỡ mình để vô tủ lạnh nè, cho nên nó mới đông lại gì nè. Để ở ngoài kiến không rồi các bạn ơi. Rồi mình cho tỏi vô luôn nè các bạn. Tỏi của mình giờ nó thơm rồi các bạn, giờ mình sẽ bỏ thịt vô nha các bạn. Bầm nè. Các bạn ơi, bây giờ thịt của mình săn rồi các bạn, giờ mình sẽ đổ nước vô nha, nấu canh. Giờ mình sẽ kho cá nha các bạn. Để giờ tỏi vô để mà mình thử cho thơm nè, kho cá. Này mình kho bằng mỡ đó các bạn. Cá mà mình kho quẹt kho bằng mỡ ngon, béo. À, mỡ với lại tỏi mình được rồi, giờ mình để cá vô nha các bạn. Chế nước mắm vô nè. Rồi mình sẽ để nước màu vô luôn. Nước màu này nhà mình thắng các bạn. Giờ mình sẽ bỏ bột liên vô, sẽ dằn thêm chút xíu muối nữa nha các bạn, chút nữa cho nó đóng muối cho nó ngon, ít cà non. Rồi mình sẽ trộn lên các bạn. Sẽ bỏ nước vô luôn các bạn ơi. Đổ cho ngập vô. Rồi, bây giờ mình sẽ nêm cái nồi canh của mình nha các bạn. Bỏ bột nêm vô. Với lại cà no. Canh thì mình nêm cũng đơn giản rồi các bạn. Nước mắm. Miếng đường nha các bạn. Rồi mình để cho nó thiệt là chín thịt đi, mình phải bỏ đọt bầu vô nha các bạn. Rồi
cuộn. Canh của mình cũng đã chín thịt rồi các bạn ơi, giờ mình sẽ bỏ lọc bầu vô. Ngon. Cái nồi canh này rất là ngọt nước luôn các bạn, tại mình nấu với lại thịt bằm á, ngọt nước lắm. Giờ mình sẽ đậy nó lại chút xíu cho nó xanh đậu bầu nha các bạn. Đậu cù của mình nhìn ngon ha các bạn. Đậu cù của mình giờ được rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ cho hành với lại ớt vô. Ngon quá. Mình có mấy trái ớt hiểm nè các bạn, cho vô luôn. Của mình giờ được luôn rồi các bạn ơi, vừa chín tới luôn rồi đó. Rồi mình nhắc xuống mình ăn nha các bạn, để hành vô với ớt vô rồi bắt bếp xuống ăn rồi. Xin chào các bạn nha các bạn, bây giờ mình đã nấu xong cái canh đọt bầu rồi các bạn, với lại thịt bằm rồi, với lại cái chảo kho quẹt nè các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Rồi, mình ăn đọt bầu với lại thịt bằm trước nha các bạn. Mình chấm nước mắm nha, cái nước mắm mình để bị phức rồi. Rất ngon các bạn ơi. Cái con cá sặc này mà các bạn nhìn ngon ha. Được có một con cá sặc với lại một con cá rô rô phi thì các bạn. Mấy hôm nay sao mình đặt lợp á, ít vô lắm các bạn. Giờ có nhiều đó à. Cái đọt bầu của mình đó các bạn, nó giòn quá trời giòn luôn. Ăn ngon ghê luôn. Cá rô phi ngon quá. Mình không kho chung với cua vậy chứ nó thơm, cái mùi cua ngon lắm các bạn. Cái mùa cua đồng nó ngon ghê. Mình mời các bạn cùng ăn cua với mình nha. Con cua thiệt là bự luôn các bạn ơi. Cái này là mình bắt cái con cua mà nó có nó có con trong bụng á các bạn.
là mình thả chứ mình không có bắt lại. Con nào mà không có con mình mới bắt. Ngon. Cua kho quẹt ăn ngon chưa từng. Mấy món ăn đồng quê vậy, ăn đúng là cái hương vị đồng quê luôn á các bạn ơi. Ngày xưa giờ nó vậy á. Mình ăn hồi còn nhỏ mình cũng hay ăn cua lắm. Cho nên lớn lên giờ cái hương vị đó cho nên mình nhớ hoài, mình không quên. Cái mai ăn cua có gạch nè các bạn. Cái gạch cua mà mình lấy nó ra nhiều nhiều các bạn, kho quẹt ăn ngon. Các bạn nào mà có chừng khoảng 1 kg cua mình lấy nó ra, lấy gạch ra kho quẹt thôi. Ngon chưa từng thấy. Cái càng cua này các bạn ơi, ngon quá. Cái cà nó nhỏ thiệt nhưng mà thịt ngon lắm các bạn, dẻ thịt ngọt. Cái cà cua thịt ngon quá. Lấy thêm cái cà nó mình ăn nữa các bạn, cà ngon ghê. Cái đường nhà mình đó các bạn, giờ này á người ta đi làm về nhiều ghê luôn á. Người ta đi ruộng về á, giờ này giấc trưa rồi ta đi về giữ ăn. Rồi cái này mà có chừng ký ký càng mình ăn cũng hết đó các bạn. Phần cua rất là ngon luôn. Ở quê các bạn thấy không, ăn cơm đâu tốn nhiều tiền đâu. Ở nơi các bạn tốn tiền không biết nhiều ha, chứ còn mình đó là anh vợ ở đây là mình tốn chừng cục thịt bằm đó mình mua chừng 5.000 rồi các bạn, mình nấu ra cả tô.
Tại vì mình đi chợ cái mình mua thịt bằm á. Mua chừng 20 ngàn. Mình dắt ra được 4 cục. Thì 1 cục chừng 5 ngàn. Nấu quá trời luôn. Lọc bầu thì ở nhà có luôn, khỏi mua. Cá ở nhà mình cũng có bắt lên luôn các bạn. Lâu lâu mà mình muốn ăn thịt đó, thì mình bắt gà ăn. Còn thịt heo thì lâu lâu mình mua thịt heo mình ăn rồi. Mình thì nói chung là đậu cá các bạn. Mình ít có ăn thịt lắm. Có ăn nhưng mà rất là ít. Ăn cá là nhiều. Cứ quay quần ăn hết cá này tới cá kia. Bữa nay mình uống nước ngọt nha các bạn. Mời các bạn cùng uống với mình nha. Cái ly màu vàng đẹp ha các bạn. Rồi mình mời các bạn cùng uống nha. Hết rồi các bạn ơi, ngon quá. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn là bữa cơm đọt bầu nấu với lại canh thịt bằm á các bạn. Còn đây là kho quẹt cua với lại cá nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ video đến đây cũng đã dài, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại video tiếp theo nha các bạn.